Mỗi mà sư huynh Tam Ca kiêm quản trị viên câu lạc bộ Chu Lô trên tình bạn hai lên sân khấu ạ. Thiệt nghe, mỗi khi mình đem cá đến đây bán thì tỉnh bơ như thường à. Sao bữa nay trong bụng tôi nó phập phồng lo sợ hoài á. Phải chiều nãy á, tôi dắt cái cần câu với cái đục cá ra mà ruộng cho rồi. Lung má, lung con. Lung ơi, dạ, con oan hận Ma Lâm phải không Lung? Dạ, con đâu có dám hờn trách má đâu. Chỉ mới đây thôi à, từ hôm ba con về, con mới hiểu rõ một đôi điều. Con hỏi thăm má, con xin phép má cho con đến đây để gặp má, mặc dù má không có nhìn con, nhưng con cũng muốn gặp má một lần. Tại sao má không nhìn con? Tại sao má không nhìn con Lung ơi? Con là núm ruột của má mà Lung ơi. Chỉ vì mười mấy năm nay má cứ ngờ là thân con. Xưa đã mất vàng rồi, chứ bây giờ chuyện cũ được phân mà không biết á, ở xóm này á mấy đứa bạn con còn tệ hơn con nữa đó má. Mấy đứa nó khác, con khác con à? Khác gì đâu má, cha mẹ nó làm lụng suốt ngày không đủ gạo ăn cho nên nó mới lâm cảnh y như con vậy đó má. Nhưng bây giờ con có má rồi, để má tính vậy nghe luôn.
một số tiền, con đem về, hai cha con kiếm cách nào tìm phương sinh sống nghe con. Má, con không dám nhận đâu má. Ba con biểu tới đây gặp má thôi à, còn tiền thì con không dám nhận. Má ơi. Lung. Dạ. Con với ba con chặt lòng, chặt dạ, mà không an tâm. Niềm đau cũ chưa dây, mà nỗi lo mới càng nặng để chồng. Con vượt ngục trở về, mà tôi mừng mừng lệ rơi thăm má. Chuyện con còn sống sót nè Lung ơi, mà nghe lòng đau nhói, như có vết dao nào Phật tâm nở duyên tan ra. Ngày ấy ba con tóc thái còn xanh, sau 19 năm trời nghiệt ngã, nay trở về đây thì tóc đã phai màu. Những người trong cuộc sẽ cười đau khóc thần. Mai tình mẫu tử thiên liêng cả quy, ma đã chịu nhiều khổ lệ từ lúc mang thai đến khi hay qua nó nghỉ lúc tâm thần. Thank you.
phải là thời gian ngắn ngủi. Ta về đây là nhằm vào bọn người gây nên tội, chớ không nhằm vào những lầm lỗi riêng tư. Người vợ muốn chăm sóc cho chồng, giữa lúc còn không lắm lắm, không phải má ỷ có tiền để che đậy miệng lưỡi của bà con lôi sơn, cũng không phải má dùng đồng tiền này rồi rửa bớt những lỗi lầm nhớ nhung. Những lúc ơi có thức khuya mới bị dài, có ở trong cảnh mới hiểu được tâm sự của người trong cảnh. Dị dạng eo le lắm điều ám ảnh, hiện tại nó rối mù như giò tơ chặt. Con ơi nhạc là thầy kiếm sương thàn thi, người lỡ bước chân là cho mời. Con không dám nhận đâu má. Luân. Dạ. Má, má có viết sẵn cho ba con một cái thư. Con cầm tiền, cầm cái thơ đem về cho ba con. Chắc ba con không nỡ từ chối đâu Luân. Mà con. Luân. À. Má ơi, hay là má để cho con đem về nói với ba. Con đưa cái thư này, rồi còn tiền thì ba chịu nhận. Con sẽ quay trở lại đây gặp má nha má. Sao con không cầm tiền về luôn cho má vui? Dạ. Luôn. Dạ. Con không thương má sao? Dạ. Con thương má, mà con cũng thương ba con nữa. Luôn. Dạ. Lần này má nói hết lời mà con không nhận tiền, má, má cắn lưỡi má chết cho con vừa lòng luôn. Má ơi, giờ để con về, con nói lời với ba con nha má. Khi nào ba con chịu nhận thì con sẽ trả lời đây gặp má. Dạ thưa má, con về. Lung. Lung ơi. Dạ. Bộ con còn có bộ đồ này hả? Dạ, con còn cái quần cục nữa má. Trời ơi, con tôi. Thôi bây giờ con ở đây con chờ má. Để má đi chợ má mua mấy sắp giải về mai đồ cho con. Má Lung con. Rất là tuyệt vời sư huynh Tâm Ca. Hát bài này hôm nay muội lợi lắm luôn. Quyền Lê xin xin chào chị quản trị viên của câu lạc bộ Chu Lo Tranh Tình Bằng Hai, chị Biển Tuyết. Quyền Lê xin chào anh nghệ sĩ Giang Cảnh, xin chào em gái Hồng Củ Chi.